Xin chào anh em nhé. Em còn hơn chục chiếc đèn Fresnel. Đây là những mẫu hàng bãi. Hàng bãi nó còn tồn lại từ đầu năm tới giờ. Bây giờ em lôi ra thanh lý nốt cho anh em. Những cái con đèn này năm trước là toàn 3 triệu rưỡi một chiếc rồi. Thì hôm nay em thanh lý cho anh em 2 triệu rưỡi một con nhé. Về anh em dùng làm follow thì quá ok luôn. Đấy, khoảng cách em bắn lên cái núi kia là nó rơi vào tầm khoảng 90-100 mét. Rất sáng anh em ạ. Đấy, con này là có zoom anh em nhé, có zoom. Và màu nó là màu lắng vàng. 3200. 3200K. Tất cả những loại đèn chuyên nghiệp thì chắc chắn là sẽ đều có chỉnh qua DMX cho hết rồi. Đấy, có sẵn đây dây của nó có sẵn luôn đằng sau đây em nhé. Em lười cắm vào bàn test nên là em cho vào đây luôn. Đấy, đang zoom đấy. Zoom bằng đây bằng số này thì nó không nhanh như mình cắt cần được. Còn nếu anh em cắm vào bàn anh em zoom thì nó nhanh lắm. Zoom gần. Đấy, 200W LED của anh em nhé, 200W LED. Rất là sáng. Đấy, zoom đấy, zoom rất là mượt. Đấy, để xoay, làm follow xoay quá ok. 2 triệu rưỡi một con anh em nhé. Rất là tiết kiệm. Đấy, từ đấy đến cuối đường kia thì nó rơi tầm 200 mét anh ạ. Con này là hàng bãi, hàng hãng nội địa của Trung Quốc. Rất ok anh em ạ. Năm trước là 3 triệu 500 nghìn một chiếc đây anh em nhé. Năm nay thanh lý nốt 2 triệu 500 nghìn một chiếc. Chất lượng thì đúng như ở trong video mà quay nhé, quay thực tế đây mà. 200W LED này, rất sáng. Anh em là có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé, em còn hơn chục chiếc nữa. Anh em là mua 8 chiếc thì em tặng luôn cái thùng đựng nhé, tặng luôn các xe đựng. Đấy, móc treo có liền sẵn theo đèn luôn, móc treo dây dợ có đủ luôn. Đấy. 2 triệu 500 nghìn đồng một chiếc.